nhiều biết món này món gì không? Trên dưới cái này đây. Làm món này nhé. Đây. Tô này mà. Anh rửa qua. Bắt đầu làm món cà chua trước rồi. Cà chua thịt trước nha. Cà chua thịt xong rồi mới đến món này nhá. Món này mình xào ớt với cột xào rồi. Còn cà chua thì mình nấu với thịt nha, thịt lợn nữa. Vậy cà chua ta. Thank you.
ta. Đây, nấu thịt lợn nhau. Hết món này mình sẽ dùng sang món này nhá. Rất ngon mọi người. Mọi người biết món này món gì không?